Là câu hỏi của vận tải Mai Phú. Chào bác sĩ, em đi khám ở viện tim và bác sĩ nói em bị cơ tim phì đại. Hiện tại em cũng không có vấn đề gì, ngất với hay mệt. Chỉ khi đi bộ nhiều lên cầu thang mới thấy mệt, tim đập nhanh và mạnh. Bác sĩ cho em lời khuyên về bệnh này có phương pháp điều trị gì không? Em nghe nói là bơm cồn nhưng không biết bệnh tới lúc nào sẽ áp dụng được. Nếu phải bơm cồn hay phẫu thuật thì em nên đi viện nào ạ? Bệnh cơ tim phì đại thì có khoảng độ 30% là có tính chất gia đình, tức là di truyền theo gen, có người bị có người không, không có bị, không may thì bị. Thì bệnh cơ tim phì đại là gì? Tức là có một bộ phận của cơ tim nó phì đại to hơn bình thường, thường thường là vách liên thất, nhưng có khi một bộ phận ở trong thất. Nhưng mà nó cơ bộ phận nó phì đại, và nếu vi thể xem thì thấy rằng thì là các cái sợi cơ nó đi đan chéo nhau hỗn loạn, có khi nó có chấm chấm những cái lanh phô nữa. Thế là bệnh cơ tim phì đại, có khi có người là còn là bị bệnh viêm cơ tim nữa, nó rất là phức tạp. Nhưng dù sao thì có một tỷ lệ nhất định là có tim bẩm sinh, có gia đình chuyển người này sang người khác. Thì thế này, bệnh cơ tim phì đại thì nói chung không nên cố gắng. Tôi đã gặp một cái anh thanh niên 27 tuổi bị bệnh cơ tim phì đại. Hồi đầu chúng tôi cũng chưa rõ ràng lắm vì siêu âm cũng chưa phát triển. Vào những năm 60 thế kỷ trước, 50 thế kỷ trước chưa rõ gì cả. Thế thì anh ấy tập thể dục rất ghê, hăng hái, nghĩ rằng là mình tập thể dục sẽ khá. Anh lăn ở trên. Thế tôi lại gặp một ông y sĩ, thầy pháp thuộc, thì ông lại được miễn quân dịch. Rồi bởi vì là ông ấy có cái tiếng thổi. Thì các bác sĩ bảo là mắc bệnh cơ tim, mà nghi là phì đại. Lúc đó không có siêu âm nhưng họ nghi lợi như vậy. Thì ông ấy thoát. Thế sau tôi làm siêu âm thì đúng là ông mắc bệnh cơ tim phì đại. Thì bệnh cơ tim phì đại thì không nên gắng kháng sức. Thế thì thế này, khi nào thì điều trị bằng cồn? Thì tôi nói qua điều trị bằng cồn này. Tất nhiên có nhiều cách. Có thể cho máy tạo nhịp, có thể là cho mổ, có thể cho chạy bằng cồn, đây là chạy bằng cồn. Thì thí dụ như là ta thấy rằng vách liên thất của người này dày, mà người này lại đau ngực, nếu không đau ngực thôi, người này đau ngực và để vách liên thất dày, thì nguyên nhân đau ngực đó là do cái máu nó ra khó và cái vách liên thất nó dày lên, thì ta làm cho là vách liên thất nó teo đi để cho máu ra dễ. Thì làm thế nào? Người ta đưa ống thông vào cái vách động mạch, vách liên thất là động mạch vành. Thế xong người ta đến một chỗ là động có cái sau cái chỗ xuất phát của cái nhánh động mạch, nó vào nuôi dưỡng cái nơi động mạch vành đó, nó bị rách cái thân dày ấy. Thì ta bít lại bằng một quả bóng thôi. Thế thì ta bơm cồn vào chỗ dưới bít gì đó, cồn nó vào nó làm phá cái làm nó làm teo đi, và một thời gian sau nó hơi đau một tí, tạo nhiều nhóm cơ tim, nhưng mà có chỉ huy thì nhóm cơ tim chỗ đó là hết, không thể phát triển thêm nữa, không phải do sơ vỡ động mạch mà. Thì một thời gian sau cái động mạch nó nhỏ lại, cái vách nó rất nhỏ lại, thì tốt nhất là mạch mai, mình về mạch mai viện tim mạch nó làm, và bác sĩ làm cái này là bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, anh là phó viện trưởng phụ trách về cái này thì có thể tốt. Nhưng mà tôi xin nói, đốt bằng cồn nó chỉ là một phương pháp thôi, thì còn có nhiều phương pháp khác nữa, nhưng mà đốt bằng cồn thì anh Hùng cũng có nhiều kinh nghiệm.